Trời đã gần sáng rồi mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang. Trời đã gần sáng rồi mà em vẫn ngồi hát lời thở than rằng anh ơi đừng giống trời, đừng mãi mê những điều buông lơi mà quên đi rằng trong đêm còn có người sáng rồi. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá, con về với em. Kim đồng hồ vẫn từng nhịp thịt thó mà sao sao anh chưa về. Anh đừng cứ thế, anh đừng mãi thế, anh ơi đừng trái tim này vỡ đôi. Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi. Giờ này anh đâu rồi? 1, 2, 3 cho hỏi là mấy giờ rồi vậy ca? Anh taxi à, anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em bóc story, em bảo là nhớ Ricky OT đi. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Khi tiếp chưa kịp tàn, đang vui cùng lũ bạn, ngoài đường thì đông, ôi đường về thực gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh, em gọi anh về liền không ngần đợi anh tàn canh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy, dù dây anh ăn chơi, anh bỏ qua cả thầy. Em quá đáng lắm luôn, cứ hề đẹp là có quyền, nhưng mà chờ xíu đi quay phải tới liền. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá, con về với em. Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tích tắc mà sao sao anh chưa